Thưa quý vị, thành phố Đà Nẵng có 6 khu công nghiệp tập trung tại 4 quận huyện: Liên Chiểu, Sơn Trà, Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang. Việc phát triển các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập tại các khu vực này luôn được thành phố quan tâm. Tuy nhiên sau dịch bệnh COVID-19, nhiều cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập gặp không ít khó khăn. Hiện nay, toàn thành phố Đà Nẵng có 202 trường mầm non, trong đó ngoài công lập 131 trường và có 734 cơ sở giáo dục mầm non độc lập. Sau gần một năm đóng cửa vì dịch bệnh COVID-19, tuyển dụng giáo viên là khó khăn của hầu hết các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập. Hiện tại giáo viên là có 14 cô giáo. À, việc tuyển dụng sau dịch bệnh thì cũng có gặp nhiều khó khăn vì dịch bệnh kéo dài cho nên là giáo viên cũng à, cũng, cũng rất là khó khăn trong cuộc sống. Số lượng trường mầm non tại các khu công nghiệp của thành phố Đà Nẵng là 108 trên 202 trường, chiếm tỷ lệ 53,4%. Trong đó, ngoài công lập có 71 trên 131 trường, chiếm tỷ lệ 54,2%. Tuy đã có sự đầu tư nhất định, nhưng công tác quy hoạch và phát triển mạng lưới trường, lớp, mầm non vẫn chưa theo kịp nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và nhu cầu tại các khu công nghiệp. Mức hỗ trợ chính sách với giáo viên mầm non chưa tương xứng với cường độ lao động nên không thu hút được nguồn lao động sức hút à, trong cái chế độ chính sách ấy nó không tạo nên một cái sức hút lớn và chính vì thế trong thời gian vừa rồi đặc biệt là hai năm dịch vừa rồi thì chúng ta thấy rằng là như nhiều, nhiều giáo viên mầm non đã có thể nói là đã không làm cái việc như là một giáo viên mầm non nữa mà đi tìm cái việc làm khác để tháo gỡ khó khăn cho hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non tại khu công nghiệp, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành nghị quyết quy định chính sách đối với trẻ em mầm non, giáo viên mầm non tại các cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục liên quan đến khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đến nay, sau khi các trường cơ sở mầm non trở lại hoạt động ổn định sau dịch bệnh Covid-19, các quận huyện đang triển khai chính sách hỗ trợ đến giáo viên mầm non, trẻ mầm non thuộc đối tượng thụ hưởng sau khi dịch 19 chín thì thực ra là doanh nghiệp gặp rất là nhiều khó khăn à, tuy nhiên à, với cái à, cái mức hỗ trợ hiện nay là ví dụ như bảo hiểm này à, hoặc là các cái cái chế độ của chính phủ thì tôi cho rằng à, cũng khá là ổ. cho nên tôi hy vọng thì chúng ta chỉ có một cái chính sách linh hoạt trong cái cái à, hoạt động trường thôi là chúng tôi có thể đứng vững được sau khi Hội đồng Nhân dân thành phố ban hành nghị quyết, các ủy ban nhân dân quận huyện đã chỉ đạo triển khai quái hỗ trợ đến đúng đối tượng. Ngành giáo dục và đào tạo thành phố đang tiếp tục đề nghị Bộ Giáo dục Đào tạo tham mưu chính phủ điều chỉnh điều 10 Nghị định số 105 của chính phủ về đối tượng đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập tư thục, mở rộng địa bàn có khu công nghiệp thuộc địa bàn cấp tỉnh, thành phố.